Mỹ Hạnh xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống ngày 11 tháng 6 có những tin đáng chú ý như sau. Ban nhạc Robert khai mạc lễ hội truyền thông ở Hồng Kông. Lễ hội Microwave thường niên lần thứ 20 đã được khai mạc tại Hồng Kông nhằm xoay quanh cuộc sống tối tân và công nghệ ở thành phố. Lễ hội nghệ thuật truyền thông quốc tế được diễn ra nhằm làm nổi bật các khái niệm cho rằng dữ liệu điện tử là một trong những yếu tố sáng tạo quan trọng hiện nay. Lễ hội năm nay bao gồm hàng loạt các cuộc triển lãm, hội thảo nghệ nhân, chiếu phim và các sự kiện giáo dục tiếp cận cộng đồng. Một trong những điểm nổi bật của lễ hội là sự mở màn của ban nhạc Robert Nhật Bản nhằm tạo nên sự vui nhộn của âm nhạc thông qua các robot. Nghệ nhân Kimura cho biết ông muốn Robert chơi đàn guitar vì đó là công cụ vật lý phức tạp nhất. Giám đốc chương trình lễ hội Joel Kwan cho biết hiện tại công nghệ hàng năm trong tầm tay của mọi người. Đây cũng là dịp để các nước giới thiệu các sản phẩm robot với những chức năng khác nhau và thật thú vị khi mọi người có thể khám phá văn hóa của nhiều nước thông qua lễ hội này. Thú vị cuộc thi đào mộ tại Hungary. Những người đào mộ đã tụ tập về thành phố phía đông Debrecen ở Hungary để tham gia cuộc đào mộ quốc tế nhằm khẳng định sự chuyên nghiệp của họ. Cuộc thi được tổ chức nhằm cải thiện hình ảnh của người đào mộ. Đội chủ nhà Jurassic đến từ Debrecen thường đào 10 mộ một ngày trong đất cát, hoàn thành với thời gian tốt nhất, vượt xa các đối thủ bởi họ được hưởng lợi thế trên sân nhà. Triển lãm quốc tế tang lễ Slovak lần thứ hai được tổ chức vào tháng 11 kể từ năm 2014. Trước đây không có sự tham gia nhiệt tình của các quốc gia, nhưng năm nay 4 nước vùng Visegrad gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary đều tham gia cuộc thi này. Chủ tịch cuộc thi Bella Berkas cho biết cuộc thi đào mộ thân thiện tồn tại trên thế giới nhằm giới thiệu các kỹ năng đào bằng tay. Dân số Hungary đã giảm mạnh kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, gần đây đã giảm xuống ngưỡng 10 triệu. Dân số Ba Lan ngừng phát triển từ năm 1990, còn Cộng hòa Séc giảm từ năm 1980 và Slovakia đang ở ngưỡng cửa 5 triệu dân. Lithuania phát triển phương thức siêu âm sọ não không gây đau đớn. Các nhà khoa học Lithuania cho biết họ đã phát triển cách thức để đo áp lực sọ mà không cần giải phẫu nguy hiểm. Giáo sư Aminas Ragoskas thuộc Trường Đại học Công nghệ Kolas dẫn đầu nhóm nghiên cứu đang phát triển thiết bị Vitamet đo lường sự khác biệt giữa áp suất bên trong và bên ngoài hộp sọ sử dụng máy quét siêu âm. Áp lực rất nhỏ áp đặt lên mắt để kết hợp với huyết áp động mạch võng mạc nằm ngay sau mắt, dẫn đến não. Thiết bị so sánh áp lực bên ngoài và áp lực trong động mạch được gọi là áp lực nội sọ tự trị. Áp lực sọ tăng lên liên quan đến chấn thương não và các khối u hệ thống thần kinh trung ương. Đối với người khỏe mạnh, chỉ số khoảng từ 0 đến 10 mm thủy ngân, còn trường hợp bất thường sẽ lớn hơn 20 mm thủy ngân. Áp suất sọ lớn hơn 40 mm thủy ngân thường xuất hiện ở người bị rối loạn chức năng thần kinh. Nếu chỉ số cho thấy trên 60 mm thủy ngân, bệnh nhân có thể bị tử vong. Những thay đổi tương đối nhỏ trong áp suất sọ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong đối với bệnh nhân. Thiết bị đo áp suất sọ Vitamet có thể được sử dụng săn sóc những bệnh nhân mắc hội chứng thần kinh khẩn cấp và được điều chỉnh phù hợp với từng bệnh nhân. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có khoảng 2,5 triệu người ở Âu Châu bị chấn thương sọ não mỗi năm. Cuộc thi ném bánh World Custard Pie Throwing diễn ra tại Anh Quốc. Hàng trăm người đến từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về thị trấn Cotswold thuộc thành phố Kent của Anh Quốc vào ngày cuối tuần vừa qua để tham gia một cuộc tranh tài ném bánh World Custard Pie Throwing Championship thường niên. Ban tổ chức cho biết tổng cộng 27 đội tuyển đến từ khắp nơi trên lãnh thổ Anh Quốc và một đội tuyển đến từ Nhật Bản xa xôi cũng đã tranh tài giành danh hiệu quán quân của cuộc thi năm nay. Những người tham gia thi đấu đều cải trang thành những nhân vật cổ tích và người hùng để bầu không khí của cuộc thi càng thêm sôi động hơn. Sau nhiều giờ thi đấu, cuối cùng đội tuyển của Curtis Tears đã giành được chiến thắng. Cuộc thi tài World Curtis Pie Throwing lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1967.
Nông dân nước Nga nô nức tham gia vào cuộc tranh tài xe ủi đất thường niên năm 2016. Hơn 30.000 người đã quy tụ về thành phố Rostov-on-Don thuộc miền Nam nước Nga để tận mắt theo dõi cuộc diễn hành xe ủi đất thường niên vốn thu hút hàng chục nông gia đến từ khắp nơi tham dự. Khoảng 29 tài xế lái xe ủi đất đến từ 4 tỉnh khác nhau của Nga cũng như các vùng tự trị Crimea đã vừa sáp nhập với lãnh thổ của quốc gia này cũng đã tham gia vào cuộc diễn hành thường niên nêu trên. Ngoài ra, họ còn tranh tài xem ai là người về đích sớm nhất. Một trong những chiếc xe ủi đất nêu trên đã bị mắc kẹt trong bùn lầy và phải mất nhiều giờ đồng hồ sau đó mới được giải cứu. Cuộc diễn hành thường niên nêu trên đã được diễn ra ở một quãng đường lầy lội dài hơn 10 cây số, mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ và thử thách cho các nông gia khi những chiếc xe ủi đất của họ cầm lái lăn bánh trên một địa hình gồ ghề hiểm trở. Giải thưởng dành cho người chiến thắng trong cuộc đua năm nay là một chiếc xe ủi đất chưa qua sử dụng. Triển lãm nghệ thuật với tác phẩm điêu khắc làm từ nhựa trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Một cuộc triển lãm nghệ thuật đã diễn ra tại vườn bách thú quốc gia Smithsonian với những động vật biển được làm hoàn toàn bằng các mảnh vụn nhựa. Chúng đã dạt vào bờ từ Thái Bình Dương với hy vọng mang đến cho mọi người cái nhìn toàn cầu về sự ô nhiễm và nguy hiểm đối với môi trường sống mà rác thải ni lông thường mang tới. Bộ sưu tập về 17 loài động vật biển làm bằng nhựa phế thải với mục đích hướng tới giảm thiểu chất thải bằng nhựa đối với người tiêu dùng. Angela Asseltine Prozzi, giám đốc điều hành và sáng lập viên của Flash The Marlin, là người có cái nhìn xa trông rộng đối với các tác phẩm điêu khắc bằng nhựa. Bà Prozzi cho rằng ô nhiễm nhựa đã ăn sâu vào nguồn nước biển. Bà hy vọng các tác phẩm điêu khắc ấn tượng này sẽ giúp con người trên toàn thế giới nhận biết sự ô nhiễm của ô nhiễm môi trường. Prozzi và đội ngũ tình nguyện viên đã thu thập các mảnh vụn nhựa từ bờ biển Oregon. Họ rửa sạch và phân loại rồi sử dụng chúng trong các tác phẩm điêu khắc về đời sống sinh vật biển. Du khách đến từ vườn bách thú quốc gia Smithsonian ở Washington đã rất ấn tượng với các tác phẩm điêu khắc sinh vật biển và thông điệp về môi trường này. Theo dự trù, các tác phẩm điêu khắc bằng plastic sẽ được trưng bày cho đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2016. Hơn 10.000 người tham dự cuộc chạy đua Color Run tại thành phố Almaty. Khoảng hơn 10.000 người đã tham dự vào cuộc chạy marathon có tên gọi là Color Run tại ngoại ô thành phố Almaty, Kazakhstan. Đây là cuộc thi chạy dành cho những người có tất cả mọi lứa tuổi, cùng mặc t-shirt màu trắng và tụ tập tại một khu nghỉ dưỡng trên núi Meadow để cùng thi chạy, vui chơi và làm từ thiện. Một thành viên tham dự cuộc vui cho biết năm ngoái 2015, họ đã cùng nhau trồng rất nhiều cây tại 4 thành phố là Almaty, Karanda, Astana và Shymkent. Không có luật chơi cụ thể cho các vận động viên và cũng sẽ không có người chiến thắng nào được công bố. Điều kiện duy nhất của cuộc thi là các vận động viên bắt đầu chạy trong màu trắng. Họ sẽ rắc những bột phấn màu trong quá trình chạy và kết thúc cuộc đua khi toàn bộ quãng đường đã được phủ bột màu. Cuộc thi đá và ống quyển quốc tế được tổ chức tại miền Trung nước Anh. Cuộc thi đá và ống quyển mang tầm cỡ thế giới năm nay đã được tổ chức tại miền Trung nước Anh, hay còn gọi là Cotswold Olympic, là môn thể thao khá thú vị. Các đối thủ nhồi nhét rất nhiều rơm vào chân để đọ sức tại sự kiện ở thành phố Gloucestershire. Đây là môn thể thao làm chân bị mất cân bằng. Các đối thủ cạnh tranh nhau để trở thành người giỏi nhất trong 3 người. Nội dung khá đơn giản, người tham gia chỉ cần đá vào đối thủ cho đến khi anh ta từ bỏ cuộc thi. Cuộc thi mở rộng cho nhiều thí sinh tham dự, nhưng họ không được sử dụng các cú đá trong môn võ judo. Năm nay, 8 người đàn ông dũng cảm đã cùng tranh tài tại nông trại và Adam Miller, 27 tuổi, đến từ một ngôi làng gần đó đã được tuyên bố là người chiến thắng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Miller giành cúp quán quân trong cuộc thi thú vị này. Anh đã đánh bại đối thủ Jack Warren, 28 tuổi, trong trận chung kết đầy vất vả. Yeah,
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chương trình sẽ được trở lại phần tin giải trí sau ít phút thương mại.